Thầy An mến chào các em học sinh Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 17 Chúng ta đi vào bài 1 Tính câu A Chúng ta có là x cộng 2y cộng với x trừ y sẽ bằng Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ bỏ cái ngoặc này Bỏ dấu ngoặc này ra x cộng 2y cộng x trừ y rồi sau đó mình đi rút gọn thì chúng ta có thể rút gọn nhanh luôn mình không cần đưa hai bạn này về lại gần nhau mình có thể cộng luôn thì x cộng x thì chúng ta được 2 x còn đây là 2 y mà trừ cho y thì chúng ta còn lại là là y đó chúng ta được 2 x cộng y câu b câu b là mình có 2 x trừ y trừ cho 3x trừ cho 5y. Việc đầu tiên chúng ta sẽ bỏ ngoặc mình được 2x trừ y. Chú ý khi bỏ dấu ngoặc này mà trước dấu ngoặc nó có dấu trừ cho nên chúng ta đổi dấu các số hạng trong ngoặc. 3x đổi thành trừ 3x trừ 5y đổi thành cộng 5y. Rồi bây giờ chúng ta thu gọn. Mình thấy ở đây là 2x ở đây là trừ 3x hai bạn này đồng dạng nè mình cộng trừ cho nhau được 2 trừ 3 thì chúng ta được trừ 1x số 1 mình không cần ghi ở đây 5y trừ cho y thì chúng ta còn lại là 4y chúng ta xong câu V. bây giờ mình sang câu C 3x bình trừ cho 4y bình cộng cho 6y cộng 7 cộng cho mở ngoặc -x bình cộng y bình trừ 8xy cộng 9x cộng 1 thì cũng tương tự như vậy. Việc đầu tiên chúng ta sẽ bỏ ngoặt ra. Chúng ta được 3x bình trừ 4y bình cộng 6xy cộng 7 trước ngoặt là dấu cộng thì mình bỏ ngoặc mình giữ nguyên. Rồi bây giờ mình xem những hạng tử nào đồng dạng thì mình cộng trừ cho nhau. Mình thấy ở đây bạn này và bạn này đồng dạng đúng không? 3x bình trừ cho x bình thì chúng ta còn lại là 2x bình. Ở đây mình có là trừ 4y bình, ở đây là cộng y bình, trừ 4, dưới đây là cộng 1, mình còn trừ 3y bình. Ở đây mình có là 6xy trừ cho 8xy, là còn trừ 2xy. Rồi ở đây là cộng 9x, Cuối cùng là cộng 7 với cộng 1 là thành cộng 8. Đó, kết quả chúng ta được 2x bình trừ 3y bình trừ 2xy cộng 9x cộng 8. Chúng ta xong hồ C. Mình sang câu D. 4 x bình y trừ cho 2 y bình cộng 8 trừ cho 3 x bình y cộng 9 x y bình trừ 12 x y và cuối cùng là cộng 6. Vì đầu tiên mình bỏ ngoặt. Chú ý trước dấu ngoặt là dấu trừ nên khi chúng ta bỏ ngoặt, dấu các số hạng trong ngoặt sẽ được đổi. Ở đây 3x bình y đổi thành trừ 3x bình y cộng 9 x y bình đổi thành trừ 9 x y bình trừ 12 đổi thành cộng 12 xy y cộng 6 đổi thành trừ 6 rồi bây giờ mình xem những bạn nào đồng dạng thì chúng ta cộng trừ cho nhau mình thấy ở đây là x bình y nè ở đây cũng x bình y nè đó lấy hai hệ số trừ cho nhau 4 trừ 3 là 1 x bình bình y số 1 mình không cần ghi ở đây mình có trừ 2 x y bình. Ở đây trừ 9 x y bình. Trừ 2 với trừ 9 là mình được là trừ 11 x y bình. Tiếp theo là cộng 12 x y cộng 8 trừ 6 chính là cộng 2. Chúng ta xong bài 1. Bây giờ chúng ta sang bài 2. Tìm độ dài cạnh còn thiếu của tam giác ở hình 7. Biết rằng tam giác có chu vi bằng 7x cộng cho 5y. Thì tam giác này mình có độ dài hai cạnh có chu vi bảo mình là tìm độ dài cạnh còn thiếu. Mình biết rằng là chu vi là bằng tổng ba cạnh này cộng lại, cạnh này cộng cạnh này cộng cạnh này là ra được chu vi. Như vậy thì muốn tìm bạn này, chúng ta lấy chu vi trừ cho bạn này rồi tiếp tục trừ cho bạn này nữa thì mình ra chu vi. À thì mình ra cạnh còn lại, đúng không? Mình ghi là độ dài cạnh còn thiếu của tam giác ở hình 7 là độ dài cạnh còn thiếu ở tam giác à, của tam giác ở hình 7 của tam giác ở hình 7 là độ dài cạnh còn thiếu của tam giác ở hình 7 là à, mình ghi như đây độ dài cạnh còn thiếu của tam giác ở hình 7 là mình lấy chu vi chu vi chính là 7x cộng cho 5y trừ cho hai cạnh đã biết đó là cạnh thứ nhất là 3x trừ y nhớ đặt trong ngoặc 3x trừ y rồi trừ cho cạnh thứ hai là x cộng 2y đó chúng ta sẽ được bây giờ mình bỏ ngoặc ra 7x cộng 5y. Khi bỏ ngoặc trước ngoặc dấu trừ thì dấu các số hạng trong ngoặc sẽ đổi. 3x đổi thành trừ 3x, trừ y đổi thành cộng y. Đây cũng vậy, trước ngoặc là dấu trừ mình đổi dấu các số hạng trong ngoặc. x đổi thành trừ x, 2y đổi thành trừ 2y. Rồi bây giờ mình xem bạn nào giống nhau, đồng dạng với nhau thì mình rút gọn. 7x trừ cho 3x thì chúng ta còn lại là 4x. Trừ x nữa thì mình còn lại là 7, 5y cộng với y chúng ta được 6y, 6y trừ 2y thì chúng ta còn lại là 4y. Đó, đây là độ dài cạnh còn thiếu của tam giác ở hình 7. Mình xong bài 2. Chúng ta sang bài 3, thực hiện các phép nhân, thực hiện các phép nhân bài 3 câu a. Chúng ta cần nhân 3x cho 2xy trừ cho 5x bình y. Đây là mình thực hiện nhân đơn thức cho đa thức thì chúng ta sẽ lấy đơn thức này nhân với từng hạng tử của đa thức. Lấy 3x nhân cho 2xy rồi dấu trừ rồi lấy 3x nhân cho 5x bình y. Đó, chúng ta đã đưa về việc nhân đơn thức cho đơn thức, nhân đơn thức cho đơn thức. Thì muốn nhân lấy hệ số nhân hệ số, phần biến nhân với phần biến. 3 nhân 2 là 6, x nhân x chúng ta được x bình rồi y. Trừ 3 nhân 5 là 15, x nhân với x bình. Chú ý là x mũ n nhân với x mũ m thì bằng x mũ n cộng m. Thì đây là x mũ 1 nhân với x mũ 2 chúng ta được x mũ 3 y mình viết lại đó được không chúng ta xong câu A bây giờ mình sang câu B câu B là chúng ta cần nhân đơn thức là 2 x bình y nhân cho x y trừ cho 4 x y bình cộng 7 y thì cách làm cũng tương tự như vậy chúng ta lần lượt lấy đơn thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia 2 x bình y nhân cho x y dấu trừ mình viết lại tiếp tục 2 x bình y nhân cho 4 x y bình dấu cộng 2 x bình y nhân cho cho 7 y mình được ở đây mình được số 2 x bình nhân x thì mình được x mũ mũ 3 y nhân y là y bình còn ở đây 2 x 4 thì chúng ta được 8 x bình nhân x, x thì mình được x mũ mũ 3 y nhân y bình thì mình được y mũ mũ 3 2 x 7 là mình được 14 x bình y nhân y thì mình được y bình Đó. kết quả chúng ta được là 2 x mũ 3 y bình trừ 8 x mũ 3 y mũ 3 cộng cho 14 x bình y bình chúng ta xong câu B Bây giờ mình sang câu C Chúng ta cần nhân cái đa thức là 2 phần 3 x y bình cộng cho 6 y z bình nhân cho đơn thức là trừ 1 phần 2 x y. Thì cách làm cũng vậy mình lấy đơn thức này mình nhân với từng hạng tử của đa thức kia thì mình viết bạn này trước rồi bạn này sau hoặc là mình viết bạn này trước bạn này sau cũng được nha để cho nó thuận thì để viết bạn này trước nhân với bạn này rồi sau đó mình lấy bạn này mình nhân với bạn này trừ hai phần ba x y bình nhân cho trừ một phần hai x y cộng cho sáu y z bình nhân cho trừ 1 phần 2 x y. Chúng ta được là bây giờ mình nhân hai đơn thức này 2 phần 3 nhân với 1 phần 2 trừ nhân trừ là cộng rồi này 2 phần 3 nhân với 1 phần 2 thì chúng ta được là 1 phần 3 là 2 với 2 rút gọn mình còn 1 phần 3 x nhân x là x bình y bình nhân y mình được y mũ 3. Rồi bây giờ hai bạn này nhân với nhau. 6 nhân với -1/2 thì chúng ta được trừ, trừ -3. Đó 6 chia 2 là là 3. Dấu trừ nữa. Rồi x y nhân y mình được y bình. Rồi z bình là mình viết lại. Đó kết quả chúng ta được 1/3 x bình y mũ 3 trừ cho 3 x y bình z bình. Chúng ta xong bài 3. Bây giờ mình qua bài 4. Thực hiện phép nhân. Bài 4, câu A. Chúng ta cần nhân x trừ y nhân cho x trừ cho 5y. Bằng Thì cách làm chúng ta sẽ lấy x lấy hạng tử thứ nhất của đa thức này nhân cho đa thức kia rồi sau đó mình lấy hạng tử thứ hai mình nhân cho đa thức kia đây trình bày kỹ nè x nhân cho x trừ 5 y được chưa xong rồi tới trừ y nhân cho x trừ 5 y đó thì cái bước này là cái bước mà các bạn có thể bỏ qua nếu mà các bạn muốn nha, các bạn có thể làm thẳng qua bước này luôn. Cái này, lúc này bây giờ nhân vào này, x nhân x, x là mình được x bình, rồi x nhân cho trừ 5y, chúng ta được trừ 5xy. Rồi tiếp theo trừ y nhân x, x thì chúng ta được trừ trừ xy, trừ y nhân với trừ 5y, trừ với trừ là thành cộng 5y với y là, là y bình. À, như thầy trao đổi là bước này các bạn có thể bỏ qua à, nếu mà các bạn đã quen ha nếu mình bỏ qua thì mình lấy x mình nhân với, với x rồi lấy x nhân với trừ 5 y rồi sau đó mình lấy trừ y nhân x rồi lấy trừ y nhân cho trừ 5 y rồi bây giờ mình rút gọn chúng ta được là x bình ở đây mà mình có là hai bạn này đồng dạng trừ 5 x y với lại trừ x y thì chúng ta được trừ 6 x y cuối cùng là cộng 5 y bình chúng ta xong câu a bây giờ mình sang câu b câu b chúng ta cần nhân đa thức 2x cộng y nhân cho 4x bình trừ 2 y cộng y bình thì bây giờ chúng ta có thể nhân nhanh nha mình có thể nhân nhanh mình bỏ qua cái bước thứ hai mà hồi nãy thì đề cập đó vì đầu tiên chúng ta lấy 2x nhân cho 4x bình lấy 2x nhân cho 4x bình được chưa? Chú trừ này tiếp tục lấy 2x nhân cho 2y lấy 2x nhân cho 2xy rồi tới lấy 2x nhân cho y bình cộng 2x nhân cho y bình. Đó. xong rồi tới lấy y đúng không? Cộng cho y nhân cho 4 x bình y nhân cho 4 x bình rồi trừ y nhân cho 2y và cuối cùng là y nhân cho y bình Rồi bây giờ chúng ta rút gọn 2 x 4 chúng ta được 8, x nhân x bình thì chúng ta được x mũ mũ 3 rồi tiếp theo 2 x 2 là mình được 4 X nhân X là mình được X bình Y bình viết lại Tiếp theo Mình được 2 X Y bình Rồi bạn này chính là 4 X bình Y Bạn này chúng ta được 2 X Y nhân Y là Y bình Và cuối cùng Bạn này Y nhân Y bình là mình được Y mũ Mũ 3 đó. Thì cũng tương tự như vậy Cái dòng này chúng ta có thể Bỏ qua Nếu mà sau này mình quen rồi Đúng không? Rồi bây giờ mình rút gọn nè Mình thấy ở đây là Trừ 4x bình y Ở đây là 4x bình y Đó, hai bạn này Cộng cho nhau là hết Rồi mình có 2 x y bình Ở đây trừ 2 x y bình Cộng cho nhau cũng hết như vậy cuối cùng chúng ta còn lại 8x mũ mũ 3 cộng cho y mũ mũ 3. Ok. Chúng ta xong bài 4. Bây giờ mình sang bài 5. Thực hiện phép chia câu A 20x mũ 3 y mũ 5 chia cho 5 x bình y bình bằng Thầy nhắc lại mình có a mũ n nhân cho a mũ m thì bằng a mũ n cộng m. Nhớ nha cùng cùng là a hết này ha, có nghĩa cùng cơ số. Còn a mũ n chia cho a mũ m thì bằng a mũ n trừ m. Nhân thì cộng, chia thì, thì trừ. Như vậy thì bây giờ bài này mình xử lý như sau. Chia 2, đơn thức, chúng ta lấy hệ số, chia hệ số. Lấy 20, chia cho 5, thì chúng ta được 4. Tiếp theo, x mũ 3, chia cho x bình, thì mình được x mũ 3 trừ 2 là x mũ 1, số 1 mình không cần ghi. y mũ 5, chia cho y bình, thì mình được y mũ 5, 5 trừ 2 là y mũ 3. À, như vậy kết quả chúng ta được 4xy mũ 3 mình xong câu A rồi bây giờ chúng ta sang câu B câu B là 18 x mũ 3 y mũ 5 chia cho 3 trừ x tất cả mũ 3 y bình bằng rồi mình biến đổi một tí xíu cái bạn này ha thì thầy viết lại bạn này đã 18 x mũ 3 y mũ 5 chia cho thì cái chỗ trừ x tất cả mũ 3 chúng ta hiểu là trừ x chính là trừ 1 nhân cho x đúng không mà số 1 này mình không cần ghi đó ngày trừ x tất cả mũ 3 chính là trừ 1 nhân x tất cả mũ mũ 3 đó. và theo công thức chúng ta sẽ được là trừ 1 mũ mũ 3 nhân x mũ mũ 3. Đó. Trừ 1 mũ 3 chính là bằng trừ 1 nhân cho x mũ mũ 3. Được không? Đó là thầy mới phân tích chỗ này thôi. Như vậy thì cái trừ 1 này chúng ta nhân với 3 thì chúng ta sẽ được chỗ này là trừ 3 được chưa? Đó, mình lấy cái trừ một này mình nhân với 3 mình được trừ 3 rồi tiếp tục là x mũ 3 y mũ mũ 2 đó, thì lần đầu tiên các bạn làm cho nên thầy phân tích cho kỹ còn sau này thì các bạn đã quen rồi là các bạn biết là trừ x mũ 3 nó là mũ lẻ cho nên là chúng ta có thể mang dấu trừ này lên đằng trước rồi bây giờ mình lấy hệ số chia hệ số 18 chia cho trừ 3 thì chúng ta được trừ 6 x mũ 3 chỉ x mũ 3 bằng 1 mình không cần ghi y mũ 5 chia cho y mũ 2 thì chúng ta được y mũ 5 trừ 2 là y mũ 3 rồi chúng ta xong bài 5 bây giờ mình sang bài 6 thực hiện các phép chia câu A chia đa thức cho đơn thức 4 x mũ 3 y bình trừ 8 x bình y cộng 10 x y chia cho 2 x y thì muốn chia đa thức cho đơn thức chúng ta lấy từng hạng tử của đa thức chia cho đơn thức, được chưa? Các bạn tự mình lần lượt lấy ba hạng tử này chia cho đơn thức này. Đây các em. Hạng tử thứ nhất là 4x mũ 3y bình chia cho 2xy. Đó. Rồi, hạng tử thứ hai là -8x bình y chia cho 2xy. Hạng tử cuối cùng là 10y chia cho 2 ok thì dấu mặt vuông này mình có thì cho nó rõ thôi còn không có thì cũng không sao nha trong mặt vuông này nè đó rồi chia đơn thức cho đơn thức 4 chia 2 chúng ta được 2 x mũ 3 chia x thì mình được x mũ 2 y mũ 2 chia y mình được y mũ 1 tiếp theo trừ 8 chia 2 mình được 4 x bình chia x thì mình được x y chia y là được 1 khỏi cần ghi rồi cuối cùng 10 chia 2 thì chúng ta được được 5 x y chia x y là bằng 1 khỏi cần ghi ok kết quả chúng ta được là 2 x bình y trừ 4 cộng 5. Chúng ta xong câu A. Câu B. 7 x mũ 4 y bình trừ cho 2 x bình y bình trừ cho 5 x mũ 3 y mũ 4 chia cho 3 x X bình y chúng ta lần lượt lấy từng hạng tử của đa thức này chia cho đơn thức này 7 x mũ 4 y bình chia cho 3 x bình y hạng tử thứ hai là trừ 2 x bình y bình chia cho 3 x bình y hạng tử thứ ba là trừ 5 x mũ 3 y mũ 4 chia cho 3 x bình y đó mình đã đưa về việc chia đơn thức cho đơn thức bây giờ thực hiện nhân chia trước cộng từ sau thôi 7 chia 3 chúng ta được 7 phần 3 x mũ 4 chia x bình thì chúng ta được x mũ 4 trừ 2 là x mũ 2 y bình chia y thì chúng ta được y ok tiếp theo 2 chia 3 chúng ta được 2 phần 3 x bình chia x bình bằng 1 khỏi cần ghi y bình chia y chúng ta được được y và cuối cùng trừ 5 chia cho 3 chúng ta được trừ 5 phần 3 x mũ 3 chia cho x mũ 2 thì mình được x x mũ 4 y mũ 4 chia y thì chúng ta được y mũ mũ 3 Ok, mình xong bài 6 Rồi bây giờ chúng ta sang bài 7. Tính giá trị của biểu thức này tại x bằng 2 phần 3, y bằng trừ 3 phần 4. Thì cách làm là việc đầu tiên mình đi rút gọn cái biểu thức này cái đã. Rồi sau đó mình mới thế x, y vào cái biểu thức sau khi đã rút gọn. Đây, ta có, đây là 3 x bình y trừ cho 3 x y trừ 6 x bình y cộng cho 5 x y trừ 9 x bình y thì bây giờ mình đi bỏ dấu ngoặc ra à, vì đầu tiên chúng ta bỏ dấu ngoặc ra 3 x bình y ở đây trước ngoặc là dấu trừ thì dấu các số hàng trong ngoặc sẽ đổi ở đây 3 x y đổi thành trừ 3 X y trừ 6 x bình y đổi thành cộng 6 x bình y đây là 5 x y trừ 9 x bình y rồi mình xem nè ở đây mình có là à, 3 x bình y ở đây cộng 6 x bình y nữa Nha, 3 x bình y cộng 6 x bình y mình được 9 x bình y 9 trừ cho 9 x bình y là, là hết đúng không rồi ở đây mình có 5 x y trừ cho 3 x thì chúng ta còn lại 2 2 à, rất là gọn đúng không rồi sau đó chúng ta mới thay x bằng 2 phần 3 và y bằng trừ 3 phần 4 vào biểu thức đã cho thay x bằng 2 phần 3 y bằng trừ 3 phần 4 vào biểu thức trên ta được Rồi mình được gì? Mình thay vào đây. Mình được hai nhân cho x, x chính là 2/3 rồi nhân cho y, y chính là -3/4. Thì tử nhân tử mẫu nhân mẫu à hoặc làm mình làm như như thế này cho nhanh này. Hai này mình nhân với hai này mình được 4/3. Nhân cho trừ 3/4. Phần, phần Thì lúc này mình thấy này 3 với 3 này rút gọn, 4 với 4 rút gọn. Giờ mình còn trừ -1. Được không? Rồi, kỹ nữa thành kết luận. Vậy giá trị của ý thức. bằng trừ 1 nha, bằng trừ 1. Khi x bằng 2/3 và y bằng trừ 3/4. Ok, chúng ta xong 7A. Bây giờ chúng ta sang 7B. Thì việc đầu tiên mình cũng rút gọn cái biểu thức này sau đó mình thay x bằng 5 y bằng 3 vào biểu thức sau khi rút gọn. Ta có x x trừ 2y trừ y y bình trừ 2x bằng dịch nhân vào. x nhân x mình được x bình, x nhân cho trừ 2y mình được trừ 2 x y. Rồi bạn này trừ y nhân y bình mình được y mũ mũ 3 trừ y nhân cho trừ 2x trừ với trừ thành cộng mình được 2 đây rồi lúc này mình thấy đây là trừ 2 cây đây cộng 2 cây rút gọn nhau hết mình còn x bình trừ cho y mũ 3 à. rồi bây giờ mình mới thay x bằng 5 y bằng 3 vào cái biểu thức này thay x bằng 5 y bằng 3 vào biểu thức trên ta có hoặc là ta được x bình mà x chính là là 5 mình có 5 bình trừ cho y mũ 3 mà y bằng 3 thì chúng ta được là 3 mũ mũ 3. Đó. Thì 5 mũ 2 là mình được là 25. 3 mũ 3 là mình được 27 mình được trừ 2. Ok. Rồi bây giờ chúng ta có thể kết luận là giá trị của biểu thức sẽ bằng trừ 2 khi x bằng 5, y bằng 3. Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng trừ 2 khi x bằng 5 và y bằng 3. Rồi chúng ta xong bài 7. Rồi bây giờ mình sang bài 8. Trên một dòng sông để đi được 10 km để đi được 10 km, một chiếc xuồng tiêu tốn a lít dầu khi xuôi dòng và tiêu tốn a cộng 2 lít dầu khi ngược dòng. Đó. Thì ngược dòng thì sẽ tiêu tốn nhiều dầu hơn bởi vì nước nó đẩy mình đi lùi, đúng không? Viết biểu thức biểu thị số lít dầu mà xuồng tiêu tốn để đi từ bến A ngược dòng đến bến B rồi quay lại bến A. Đó. Thì đi ngược dòng đến bến B sau đó quay lại bến A thì lúc này là đi xuôi đúng không lúc này sẽ là là đi xuôi còn đây là đi ngược biết khoảng cách giữa hai bến là B km thì mình thấy nè xuồng của chúng ta đi từ A ngược dòng đến B rồi sau đó quay lại bến A cho nên là công việc của chúng ta sẽ đi tính là khi mà đi ngược dòng từ từ A đến B thì tiêu tốn bao nhiêu lít dầu. Rồi khi đi xuôi dòng từ B đến A tiêu tốn bao nhiêu lít dầu. Rồi mình cộng lại thì chúng ta sẽ có được kết quả bài toán. Đúng không? Đi từ A đến B rồi từ B quay về bên A. Bài 8. Thì đi ngược dòng từ A đến B tiêu tốn là giải thứ nhất là đi ngược dòng từ A đến B tiêu tốn rồi tiêu tốn bao nhiêu lít dầu các em tiêu tốn bao nhiêu lít dầu thì cách lý luận như sau mình thấy nè đây là đi ngược dòng ngược dòng là tiêu tốn a cộng hai lít lít dầu ha thì để cho là đi được 10 km thì tiêu tốn a cộng hai lít dầu khi đi ngược dòng mình đang lý luận về đi ngược dòng được chưa đi 10 km thì tiêu tốn a cộng hai lít dầu như vậy thì khoảng cách giữa hai bến là b km b km như vậy thì thay thế b vào đây khi đi b km thì sẽ tiêu bao nhiêu bao nhiêu lít dầu đó nếu mà các em đã xem những video của thầy thì các em sẽ biết là thầy rất là hay dùng những cái tam suất như này ha thì muốn tính tiêu tốn bao nhiêu lít dầu chúng ta nhân chéo chia ngang đúng không nhân chéo chia ngang được chưa lấy b nhân cho a cộng hai và chia cho 10 được không lấy b nhân cho a cộng 2 được bao nhiêu chia cho 10. Đó, đi ngược dòng từ a đến b sẽ tiêu tốn nhiều này dòng. Rồi bây giờ mình sẽ đi à, rút gọn để tí nữa mình cộng với cái lời giải thứ hai. Chúng ta sẽ được là chia cho 10 chính là 1/10 được chưa? 1/10 ở đây là B Rồi A cộng cho cho 2 B A cộng 2 Rồi chúng ta có thể nhân vào Mình lấy cái này mình nhân vào cho A nha Cái cộng này nè Mình nhân cho A Là mình được 1 phần 10 BA Hay nói khác là AB Rồi bây giờ mình lấy cái này mình nhân cho 2 đúng không lấy cái cụm này mình nhân cho 2. Thì 1 phần 10 nhân cho 2 thì chúng ta được 1 phần 5 B cộng cho 1 phần 5 B. Đó. Ok không? 1 phần 10 B nhân cho 2. 1 phần 10 nhân 2 chúng ta được 1 phần 5 B mình ghi lại. Đây là lít dầu. Lít dầu nha. Lít dầu. Đó. đi ngược dòng từ A đến B tiêu tốn nhiêu này lít dòng Rồi là giải thứ hai là đi xuôi dòng từ B đến A tiêu tốn. đi xuôi dòng từ B đến A tiêu tốn mình cũng làm lý luận giống như này thì khi mà đi xuôi dòng thì 10 km tiêu tốn a lít dầu khi xuôi dòng nè 10 km tiêu tốn a lít lít dầu mà từ b đến a thì mất bao nhiêu km các em b km nè b km thì sẽ tiêu tốn bao nhiêu lít dầu thì chúng ta muốn tính bạn này mình cũng làm như vậy nhân chéo chia ngang là b nhân a chia 10 nha b nhân a chia 10 hay nói cách khác là 1 phần 10 ab lít dầu được không rồi bây giờ mình tính tổng cộng ha tổng cộng tiêu tốn rồi cộng lại thôi đi ngược dòng như này đi xuống dòng như này mình cộng lại 1 phần 10 AB cộng cho 1 phần 5 B tiếp tục cộng cho 1 phần 10 AB chúng ta được thì mình thấy hai bạn này có thể cộng cho nhau được nè hai bạn này đồng dạng nè 1 phần 10 AB cộng cho 1 phần 10 AB Thì mình được 2 phần 10 AB Được chưa nào 1 phần 10 AB cộng cho 1 phần 10 AB Chúng ta được 2 phần 10 AB 2 phần 10 AB có nghĩa là 1 phần 5 AB Nha. 2 phần 10 mình rút gọn là 1 phần 5 AB Cộng cho bạn này là 1 phần, 1 phần 5B Lít dầu Lít dầu Ok Ok các em có hiểu chỗ này không? 1 phần 10 AB cộng cho 1 phần 10 AB thì chúng ta được là hai bạn này giống nhau. Mình được 1 phần 10 cộng cho 1 phần 10 AB. Đó, 1 phần 10 cộng 1 phần 10 chính là, là 2 phần 10. 2 phần 10 chính là 1 phần 5. Rồi, mình xong bài 8. Mình qua bài 9, câu A. Tính chiều dài của hình chữ nhật có diện tích như này và chiều rộng bằng như này. Thì mình biết rằng là diện tích sẽ bằng chiều rộng nhân với chiều dài. Như vậy thì muốn tính chiều dài, chúng ta chỉ việc lấy diện tích chia cho chiều rộng thì mình có được chiều dài. Câu A, mình nói là chiều dài của hình chữ nhật là chiều dài của hình chữ nhật là chúng ta lấy diện tích đây diện tích là 6 x y cộng 10 y bình lấy diện tích chia cho chiều rộng chúng ta sẽ được thầy chia đa thức cho đơn thức mình lần lượt lấy từng hạng tử của đa thức chia cho đơn thức 6 chia 2 chúng ta được 3 Y chia Y là được 1 Khỏi cần ghi 10 chia 2 chúng ta được 5 Y bình chia Y chúng ta được Y Đó, lúc này Chiều dài của hình chữ nhật sẽ là 5X 3X cộng cho 5Y Rồi Câu B Tính diện tích đáy của hình hộp chữ nhật có thể tích và chiều cao thì thể tích của hình hộp chữ nhật là bằng diện tích đáy nhân cho chiều cao được chưa như vậy thì bây giờ muốn tính diện tích đáy chúng ta lấy thể tích chia cho chiều cao ok câu b mình ghi lại diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là chúng ta lấy thể tích thể tích chia cho chiều cao là 12 x mũ 3 12 x mũ 3 trừ 3 x y bình cộng 9 x bình y chia cho chiều cao chiều cao là 3 x chúng ta được mình lần lượt lấy từng hạng tử của đa thức này mình chia cho 3x 12x mũ 3 chia cho 3x trừ 3xy bình chia cho 3x cuối cùng là cộng cho 9x bình y chia cho 3x chúng ta được 12 chia 3 mình được 4x mũ 3 chia x mình được x mũ 2 3 chia 3 mình được 1 số 1 mình không cần ghi x chia x là 1 khỏi cần ghi luôn y bình. Và cuối cùng 9 chia 3 thì chúng ta được là là 3x bình chia x thì mình được x y chúng ta viết lại. Đó, đây chính là diện tích đáy của hình chữ nhật. Chúng ta được là 4x bình trừ cho y bình cộng cho 7 cái. Rồi chúng ta xong bài 9. Và chúng ta cũng xong bài tập ở trang 17. Thì có chỗ nào không hiểu các em để lại comment còn nếu mà thấy video này hữu ích thì nhớ cho thầy an một like cũng như đăng ký để ủng hộ kênh thầy an thầy an hẹn gặp lại các em ở video sau thầy an chúc các em học tốt